Wow. Chào anh. Chào em. Ngại với em quá. Anh hơi bất ngờ vì anh không nghĩ là ở ngoài đời em lại còn xinh đẹp hơn cả trên ảnh. Cảm ơn anh vì lời khen. Em ăn gì để anh gọi? Hay là em ăn dừa dầm nhá? Món đấy là bestseller ở quán này đấy. Luôn đặc sản quê anh luôn. Đặc sản quê anh á? Đúng. Chứ không phải anh ở Hà Nội à? À, anh mua nhà tại đây cho tiện công việc em ạ. Còn bố mẹ anh ấy thì vẫn ở dưới quê. Thế mà tự tin như người Hà Nội nhở? Bảo sao người cứ toát lên mùi bùn đất. Nghĩ cả buổi hẹn hò. Em người đâu? Em người Hà Nội. Ba đời nhà em đều ở Hà Nội. Cứ cho ông bà bố mẹ em là người Hà Nội đi. Thế còn cụ kỵ và những đời trước nữa của nhà em ấy, họ ở đâu? Họ tự sinh ra ở Hà Nội à? Mà anh người nhà quê thì đã làm sao? Anh có ăn không ăn hỏng của em cái gì không? Ở đâu ấy mà chẳng có người xấu người tốt? Em có chắc ấy 100% người Hà Nội là người tốt? Đúng là lý lẽ của mấy cái thằng tỉnh lẻ. Nói như cô ấy, Việt Nam mình ấy có 63 tỉnh thành thì chỉ có người Hà Nội là đáng quý, thế còn những người ở tỉnh khác là đáng khinh à? Em nên nhớ ấy, từng hạt gạo em ăn ấy là do người nông dân vất vả trồng lên đấy. Lương thực thực phẩm hàng ngày em dùng ấy chủ yếu là do những người nhà quê đấy cung cấp đấy. Anh trông em thì cũng xinh xắn đấy. Mà anh không hiểu tại sao ấy, em thở ra câu nào là thấy phân biệt, là thấy thứ hiểu biết rồi. Thằng tỉnh lẻ kia, anh dám mắng tôi à? Không dám, không dám. Nhưng tôi nói để cô biết, đừng đánh giá vấn đề ở một góc nhìn phiến diện. Thời đại nào rồi, văn minh lên, hiểu biết lên. Cô có biết đi, rất nhiều anh hùng dân tộc, họ không phải người Hà Nội, nhưng họ vẫn lập lên những chiến công đừng ấy không? Cô có biết, Bác Hồ, người cả dân tộc Việt Nam mình kính mến, là người ở đâu không? Anh cút ngay cho tôi. Cô không phải đùa ấy, người như cô ấy không xứng đáng để được hẹn hò với tôi. May mà tôi chưa gọi đồ, không được là phí tiền. À mà này, anh vẫn còn quay lại à? Nói về chắn lẻ thì biển Hà Nội 29 ấy mới là lẻ đấy.